Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình mới gáp một cái con máy là tại Vĩnh Lộc B. Thì đây là con máy cơ thông thường như là 8100E. Đây là 8100E. Đây, Made in Việt Nam nha. Đây. Đấy. Mới vừa gáp vừa xong. Đây nè, thì mình chỉnh chỉ nó cũng tương tự như mấy cái gia đình khác rồi ha. Chỉnh tiếp lên nè, thì nó chỉnh đảo ngược thôi, nó cũng như gia đình thôi. Ở trên là chỉnh dưới, ở dưới mình chỉnh ở trên. Dạ. Đây, em chỉ cách chị phân biệt là mình mua hàng đúng hãng hay là không chính hãng nha. Đây, chị đứng dậy. Phía sau này nè. Đây, em sẽ quay rõ cho bây giờ cho em. Đây là có chữ Yuki nhưng mà khắc sâu vô đúng không? Một, ký hiệu khắc sâu của máy Yuki. Hai là đời này, là đời 8100E nè. Ha. Chị thấy không? Đời 8100E nè, Made in nè. Đây, Made in Việt Nam nha, chứ không phải là Made in Japan. Nhật thì nói chuyện là nước thứ hai lắp ráp, hay là công nghệ của Nhật nhưng nước thứ hai lắp ráp, một Việt Nam hoặc là Trung Quốc lắp ráp thôi ha. Rồi xong á mình dỡ máy lên nè, giờ mình đẩy cái máy ra sao. Rồi phía đây thì em cũng nói quá nhiều. Đây nè, chị thấy không, chữ này chữ B1 nè ha. Đây là bên đây là chữ Yuki nè ha. Đây là YF nè, số series của nó làm mới đúng hàng Nhật ha. Thường thường là cũng có B1 hay là không có chữ Yuki nè. Số series phải bắt buộc phải có. Số series là số series của Nhật. Đây. Đây nè, ký hiệu đặc biệt trên cái máy này á là trên những con ốc, ốc tán của máy nè, nó sẽ có ký hiệu hết. Ký hiệu là cái dấu rồi nè. Đúng rồi. Chữ C. Đấy. Đi dầu thì mình đổ gạch 1, gạch 2, khi mà mình chạy mà móc mà nó bị hụt dầu xuống á thì mình đổ dầu vô tiếp thôi ha. Rồi mình cứ đổ mình chạy. Đấy, phân biệt máy Nhật và máy Trung Quốc vậy thôi. Rồi bây giờ đẩy máy xuống. Rồi chị chạy thử đi, chị chạy thử nhiều nhiêu đi. Quấn chỉ ở đây luôn đúng không? Đúng rồi, dạ, thì mình để xuống đây mình quấn mình chạy lên. Quên rồi. Mới gáp luôn nha. Đây thì mình gáp luôn nha, chỗ ánh sáng thì nó hơi chói, các bạn mà nhìn thông cảm mình nha. Máy này mà chị Mai gia đình nhà biết nào mà nó hư trời. Đây nè, rồi motor á. Motor thì mình chạy là mình mở máy lên nè, giờ mình tắt motor đi ha. Đây là xài motor cơ, là motor Senta, là dây động 100%. Gấp gáp tại nước Trung Quốc. Thì mình cho bà mình mở máy lên á. Khi chị mở máy lên á, cái chân chị này phải nhấn gót nha, chứ đừng có chú xuống. Chú là nó chạy. Đúng rồi. Khi mà mình đang chuẩn bị mở lên á, mình chạy nhanh cần gấp quá mình đạt. Không đúng, mình mở máy lên thì giờ chỉ nhấn gót là cho an toàn. Đúng rồi, mình để dò lên đây nè. Không cần nhấn, mở lên bình thường có sao? Mình khỏi cần nhấn cũng được bình thường. Mình bấm vô nút on nè. Mình đợi 1 phút mình hay chạy hay là 30 giây gì đó cho máy, cho nó quay hết cái dòng tua của nó. Rồi chị chạy là nó rất là máy mình là bền, nó không bị có những cái trường hợp là bị cháy cả ba ha. Rồi mình chạy xíu mình hãy sử dụng máy. Này là cái học để mình để suốt kim thôi. Đây, máy này rất là đẹp luôn nha. Thì bên mình mới bán giá này là 7 triệu một bộ, là bao vận chuyển và lắp đặt lại nhà cho mình. Và bên em là qua hành là chị là 12 tháng. Trong quá trình bảo hành thì chị cứ đưa cái miếng hóa đơn cho tụi em, bên em sẽ miễn phí cho chị 100%. Ha, rồi. Dạ để xíu em đưa chị. Các bạn nào cần thì cứ liên hệ là số là 0934 937 470, hoặc là số là 0939 813 160 để anh Hải. Rồi.